Rồi xin chào tất cả anh em nha. Em hơi mất tiếng tí, anh em thông cảm nha. Cố gắng nghe giùm em nha. Thì thời điểm này có rất là nhiều anh em yêu cầu là ráp sẵn, không xem hàng. Đó, em cứ ghi là đồ gỗ mỹ nghệ anh em nha. Đó, thì hàng tới thì anh em cứ nhận hàng xong rồi lúc khui ra đó mình nhớ quay cái video cho em, ví dụ mình em gửi thiếu cái gì hoặc là vận chuyển nó bể vỡ. Ví dụ như cái bá gỗ nó nứt ra hay gì đó. Thì khi có cái clip đó thì em sẽ giải quyết cho anh em rất là dễ anh em nha. Còn anh em mà nói tôi tin tưởng ông nên tôi không, thì em cũng chịu luôn. Nói xuông thì cũng thua. Ví dụ như nhân viên đóng hàng thì có thể là họ quên một hai bộ dây, hoặc là có thể là họ quên con vít hay gì đó, hay là có thể là họ gửi chẳng hạn như là thiếu bi chẳng hạn hay gì đó. Nhưng mà nếu mà xác định là bên em gửi thiếu là bên em sẽ gửi lại không đồng cho anh em. Rất là đơn giản thôi. Vậy có một là anh em mua phụ kiện lẻ, hoặc là anh em mua mà muốn xem hàng thì em sẽ rã ra từng bộ phận, ví dụ như cây này, cò này, rồi cánh phượng này, ví dụ vậy. Rồi ray, ví dụ có mua laser loại nào hay bi này kia rồi đó, thì em sẽ đóng hộp em gửi cho anh em kiểm hàng thoải mái luôn. Rồi về anh em coi clip ráp lại nha. Đây là cây K4 này. Cây này cái tên của nó anh em nhớ kỹ dùm em là cây K4 nha. Cây K4 lắp cánh phượng 5 dây. Cái này anh em chơi bi lớn thì anh em lắp dây 5 này, nó mạnh lắm. Còn nếu anh em chơi nhẹ hơn thì anh em có thể lắp dây 2, dây 3, dây 4 bình thường. Mà cái dây 2 bên em thì bắn bi này thì bên em không có nhập. Chỉ có dây 2 bắn tên thôi nha. Và tiếp theo á thì có anh em thích chơi cái bản dây dẹp 4 phân này nè, thì bên em cũng sẽ gửi cho anh em là dây 1 ly 2 rất là dày. Bắn ở cự ly mà 5 mét thì viên gạch là nó phá vỡ viên gạch luôn, bình thường. Rất là khỏe nha anh em. Bắn từ B8 đến B10 mẫu này. Đây là K4 nha anh em, K4. Đây anh em có thể lắp laser hoặc ống ngắm lên đây là cự ly tầm 20 mét là bắt phát bắt trúng nha. Còn trong trường hợp mà anh em muốn bắn xa hơn thì anh em phải trừ hao các kiểu, là chẳng hạn như đạn của cây ná lúc nào nó cũng sẽ có cái độ rớt. Bắn quá 20 mét là nó sẽ có cái độ rớt nhất định, nó giống như anh em bắn chặn ná thì anh em thấy là nó sẽ đi vòng cung. Cái đoạn gần á, cái đoạn từ 20 mét đổ về á, thì cái lực dây ná nó mạnh á, thì cái vòng cung đấy hầu như là nó rất ít. Nhưng mà xa ra tầm 30 mét trở lên là nó sẽ rớt. Nhiều khi nó rớt mấy phân, hoặc là tùy theo cái dây mạnh á, thì nó có thể rớt 3-4 cm, dây yếu có thể nó rớt tới 10 cm, 15 cm đó. Nên là tùy theo cái khổ dây mà chúng ta có thể, tùy theo cái kính ngắm, cái laser mà chúng ta có thể là trừ hao và chúng ta bắn được. Có rất là nhiều anh em gọi cho mình hỏi có bắn được 50 mét không. Thì tất nhiên cái lực của nó sẽ bay được cái 50-70 bình thường anh em, lực rất mạnh. Nhưng mà không thể nào mà nó bắn như cái súng hơi như vậy được. Đây cũng là K4 nhưng mà gắn dây 3 thôi. Đây thì bên em cũng test rất là nhiều rồi nè, cái dây nó đen thui rồi nè. Test rất là nhiều rồi. Đây cái mục tiêu em hay ngồi đem test anh em biết rồi ha. Riêng cái mẫu mà gắn, em báo giá công khai luôn nhé. Riêng cái mẫu mà gắn cánh phượng như thế này á, là cây như thế này là 600 nha. 600 thì ví dụ như là anh em lấy dây 3 này, em sẽ để cho anh em 2 sợi dây 3 nha. Còn nếu mà anh em lấy dây 5 này thì một bộ dây 5 nha. Có nghĩa là cầm như vậy là 600 này. Anh em mua laser loại nào thì thêm tiền vào. Tại sao mà có nhiều anh em nói mình là mua phụ kiện nó mắc gần ngang với cây ná thì mắc gì không mua nguyên cây. Thì đó, đúng rồi. Cò loại 1 cánh phượng này em đang bán 400 bao ship. Như vậy thì cái bá này nè em đang bán 200 đó. Và nếu anh em mua nguyên cái combo này là em tặng cho anh em cái ray. Có nghĩa là nguyên bộ như này, có ray như này luôn nè, là 600 nha. Rồi, mẫu này là em đang bán 500. Tại vì cái cánh kia nó sẽ rẻ tiền hơn cái cánh phượng. Cò tất cả đều là cò loại 1 anh em nha. Hai cái này giống nhau. Đó, 500 nha anh em. 500.
Rồi anh em mua bộ này thì em sẽ tặng thêm cho anh em là một bộ dây nữa và 100 viên bi. Còn mấy cây này thì nó chỉ vậy thôi, tại vì em đã tặng cái ray rồi thì em không tặng bi nữa đó. Ok anh em, như vậy thì em xin kết thúc clip tại đây nha. Anh em nhớ kỹ là cái mẫu bá gỗ này là mẫu K4 nha. Còn cái mẫu mà em hay quay lên kênh đó mà có cái lỗ đằng sau này nè, nó như cái súng bắn tỉa đó, mẫu đó gọi là K3 nha anh em. Rồi ai thích K3 thì lấy K3, ai thích K4 thì lấy K4. Để em vô đây coi có cái mẫu nào K3 em quay coi. À đây, cái mẫu này là mẫu em đang ráp cho khách nè. Ná xanh, ống ngắm nhanh, ráp sẵn nè, không xem nè. Đó. Nếu mà ráp sẵn thì không xem, còn em muốn xem thì em gửi linh kiện lẻ ra nha. Ví dụ cái nào mà phức tạp quá em sẽ gửi làm hai đơn. Ví dụ cây VIP 12 hay là cây K3, K4 hay bá gỗ gửi riêng ra nha anh em. Không gửi cái bá gỗ chung linh kiện nha, họ thu mất luôn. Thu cái bá gỗ nhưng mà nếu có linh kiện thu mất luôn. Còn linh kiện mà chia ra anh em sẽ được xem hàng. Chẳng hạn như cánh phượng loại nào, cò có phải loại 1 hay không. Đây, K3 nè. Đây, K3 nè, mẫu này. Thì thật ra cái cấu tạo nó y như K4, không khác gì. Đây, cây này. Cây này bạn mới ráp sẵn luôn. Đây. Thì thời điểm này em rất là cảm ơn em đã tin tưởng và ủng hộ bằng cách là yêu cầu em ráp và không xem hàng. Đó, thì em cũng rất là cảm ơn. Và những kiện hàng như vậy thì anh em mạnh dạn cọc. Có những anh em là chuyển hết số tiền luôn. Có những anh em là cọc 50, 100 tùy theo cây. Thì cũng có rất nhiều anh em là cọc hết, chuyển hết số tiền luôn. Đó. Và rất là nhiều anh em nhận hàng, không xem hàng, nhưng mà cũng không quay clip luôn, mà cũng nói lại là thiếu bộ dây hay là thiếu trăm viên bi hay là thiếu. Những cái đó nó nhỏ nhặt lắm anh em, không bao giờ shop đi lừa những cái chuyện đó. Nhưng mà anh em phải có clip khui hàng giùm mình. Ví dụ nếu mà anh em khiếu nại thì khó giải quyết quá thì nó cũng chẳng đáng gì. Ví dụ sau đó anh em có đặt cái gì thì em sẽ bù cho anh em thôi. Nhưng mà nó không đáng gì mà ví dụ như bây giờ anh em không có bằng chứng mà em gửi bù sợi dây em cũng mất tiền ship nữa. Đó, thì rất là khó giải quyết. Khi anh em mà không xem thì khui hàng nhớ quay video giùm em nha. Rồi ok. Em cái tiếng em nó cũng tư vấn khách nhiều, nó mất tiếng nên là em xin kết thúc clip tại đây nha. Em chào mọi người nha.